Hôm nay kỷ niệm 69 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến dịch Điện Biên Phủ đã giành thắng lợi hoàn toàn vào buổi chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Vâng, và với chiến thắng này thì Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử thế giới và truyền đi cảm hứng cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới đứng dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc, đòi quyền dân tộc tự quyết của các dân tộc. Thưa ngài, tình hình bây giờ rất là nguy cấp rồi. Có rất nhiều người bị thương, trong khi bệnh xá lưu động chỉ có khả năng cấp cứu cho mấy chục người. Chúng tôi cố gắng để cứu những người bị thương. Chúng tôi cố gắng không đầu hàng. Quyết định ấy tùy thuộc vào ông, nhưng đừng có mà giơ cờ trắng. Cuộc điện đàm cuối cùng giữa tướng De Castries với chỉ huy quân đội Pháp ở Bắc Kỳ, tướng Cogny, chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954. Và không lâu sau cuộc điện đàm vội vã đó thì Việt Minh đã có mặt ở hầm De Castries. Những đố cờ trắng xuất hiện ở Mường Thanh mỗi lúc một nhiều. Nước Pháp sửng sốt trước tin Điện Biên Phủ thất thủ. Từ cuối năm 1953, quân đội Pháp chiếm lĩnh Điện Biên Phủ, đặt kỳ vọng cuối cùng vào trận quyết chiến chiến lược. Nhưng nó đã kết thúc không như người Pháp mong đợi. Chiến thắng Điện Biên Phủ cách đây 69 năm đã đặt dấu chấm hết cho sự xuất hiện của Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Từ đây, cục diện thế giới đã thay đổi, nhưng hòa bình và độc lập mới chỉ được xác lập ở miền Bắc trong Hiệp định Geneva. Và với những gì diễn ra suốt 56 ngày đêm ở thung lũng này đã làm cho ba tiếng Điện Biên Phủ trở thành biểu tượng của sức mạnh Việt Nam. Những ngày tháng 5 lịch sử, người dân cả nước lại nức lòng hướng về Điện Biên. 69 năm đã trôi qua sau chiến thắng vang dội mang ý nghĩa thời đại ấy, nhưng những kỷ niệm và ký ức đầy tự hào thì vẫn luôn khắc sâu và trao truyền qua lớp lớp thế hệ người Việt Nam. Mặc dù đã ngoài 90 tuổi, thế nhưng những tháng ngày sống, chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn là ký ức không bao giờ phai nhạt trong tâm trí cựu chiến binh Nguyễn Hữu Chấp. Đơn vị ông nhận mệnh lệnh khai hỏa mở màn trận đánh vào cụm cứ điểm Him Lam, nơi được thực dân Pháp mệnh danh là cánh cửa thép bất khả xâm phạm. Thấy là cái toàn bộ bức tranh của chiến dịch Điện Biên Phủ này thì mình đã nhớ lại những cái thời kỳ chiến đấu hào hùng ấy, nhớ lại được anh em hy sinh, anh em đồng chí đồng đội hy sinh mới có cái ngày hôm nay. Với người dân Điện Biên, chiến thắng Điện Biên Phủ như ngọn lửa luôn rực cháy, hâm nóng ý chí và quyết tâm gìn giữ, xây dựng cuộc sống mới. Bản thân tôi cảm thấy rất tự hào và biết ơn những hy sinh anh dũng mà những anh hùng liệt sĩ đã xả thân mình vì độc lập, tự do, hạnh phúc của Tổ quốc. Đây cũng là động lực để những người trẻ như chúng tôi tiếp tục mà ra sức cống hiến vì một Điện Biên Phủ ngày càng phát triển. 69 năm kể từ sau chiến thắng lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu, chiến trường Điện Biên Phủ, nơi diễn ra trận chiến khốc liệt năm xưa, này đã khoác lên mình những gam màu tươi sáng trên nền tảng kinh tế ổn định, phát triển bền vững. Xen giữa nhịp sống hiện đại, những vết tích còn lại của chiến tranh vẫn còn đó giữa lòng thành phố, cùng chứng kiến sự đổi thay của mảnh đất lịch sử, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về chiến thắng ghi dấu trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.